Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay Cập Ú và gia đình cùng các bạn sẽ trải nghiệm tại Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Như các bạn đã thấy trong video clip thì ngoài trời đang mưa rất là to. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến hành trình của chúng ta đâu, bởi vì chúng ta sẽ đi vào trong trung tâm thương mại mà. Và mình cũng xin thông tin cho các bạn được biết là Landmark được xem là tòa nhà cao nhất của Việt Nam đó. Từ phía đằng xa là chúng ta đã thấy vóc dáng của tòa nhà rồi. Và khi vào trong khuôn viên của tòa nhà thì chúng ta cảm nhận được rằng ở đây rất là sạch sẽ và việc bố trí cây cảnh xung quanh cũng rất là mát mẻ nữa. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá Landmark nào. Và hiện tại thì chúng ta đang ở tầng hầm B1 của khu Landmark 81. Tầng hầm này tập trung rất nhiều khu ẩm thực của Landmark, bao gồm các món Nhật nè, Hồng Kông, Singapore và của Mỹ cũng có nữa các bạn. Và một quán trà sữa mà Cập Ú thường ghé đến khi ở Landmark đó chính là trà sữa Combi. Đây là một brand đến từ Hồng Kông. Và các bạn biết đó, vị trà sữa của Hồng Kông đa số đều mang vị thanh và tất cả các nguyên liệu đều nhập trực tiếp từ Hồng Kông. Và bây giờ chúng ta cùng dạo quanh một vòng phía bên ngoài của Landmark các bạn nhé. Chúng ta đã trở lại tầng B1 của khu Landmark rồi và chúng ta cùng nhau thưởng thức những món ăn đến từ nhà hàng Lào các bạn nhé. Kalau là một nhà hàng của Lào và nó nằm trong chuỗi nhà hàng của công ty Red Sun các bạn nha. Trong khi chờ nhà hàng mang đồ ăn lên thì mình thưởng thức coca tươi nào. Thực đơn của chúng ta hôm nay gồm có gỏi xoài chua cay, một phần xôi nếp than. Mình sẽ mở cái xôi nếp than này ra cho các bạn xem thử nhé. Nhìn rất là bắt mắt và ngon miệng. Đây là món xôi khá là đặc trưng của người Lào, bởi vì vị xôi không quá ngọt và cái chất xôi không quá ướt, nhưng nó đủ mềm để chúng ta có thể thưởng thức. Ngoài ra chúng ta còn có món miếng tôm áp chảo nè, món cánh gà chiên nước mắm. Đồng thời cũng có một món rất lạ và rất Lào, đó chính là cơm chiên cà ri xanh gà. Và các bạn ơi, các bạn cùng thưởng thức với gia đình Cập Ú nhé. Hôm nay thì rất may mắn, ngoài cái việc mà Cập Ú được giảm giá thẻ VIP 10% ra thì Cập Ú còn được giảm thêm 10% trên bill thanh toán nữa. Còn bây giờ chúng ta cùng dạo quanh một vòng các tầng của Landmark nhé. Khi vừa lên đến tầng 2 thì các bạn sẽ bắt gặp được cửa hàng cà ri Nhật Bản Coco Ichibanya và Cập Ú cũng đã từng làm một vlog ở tại nhà hàng này vào khoảng 30 tháng 4 năm 2019. Và ở trên tầng 2 đa số là các cửa hàng thời trang và các cửa hàng đá quý. Và nếu như các bạn đi hết ở tầng 2, các bạn sẽ bắt gặp được một nhà hàng rất là Việt Nam mang tên là Dì Mai. Quán này do mẹ mình mở. Just kidding. Và bây giờ chúng ta cùng đến tầng 3 của Landmark nào.
Và thiết kế của tầng trên cùng này, ngoài quầy quần áo ra, chúng ta còn có các quầy nước và quầy sushi. Và các bạn có thể thấy trà sữa Phúc Long ở phía đằng xa kia nữa. Cảm giác của mình khi đứng ở trên đây nhìn xuống thì cảm giác mọi thứ xung quanh dường như rất là sang trọng và lịch lãm. Còn bây giờ chúng ta lại dạo quanh một phòng phía trước Landmark nhé. Ở phía bên ngoài bây giờ là 7 giờ tối rồi, nên là phố phường đã lên đèn rất là lung linh. Có cả quầy cà phê Starbucks yêu thích của cậu ủ ở đây rồi. Nhưng tiếc là ở Việt Nam không có món uống Agua Mocha mà cậu ủ rất thích. Và các bạn ơi, cảm nhận hiện tại của các bạn như thế nào về Landmark nhỉ? Rất là đẹp và rất là hoa lệ đúng không nào? Và mình nghĩ là các bạn cũng nên đến đây một lần để trải nghiệm được những gì mà mình đã trải qua. Và hình như mọi ngóc ngách của Landmark các bạn đều có thể chụp hình sống ảo được hết. Rất là đẹp. Và vlog trải nghiệm Landmark 81 ngày hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cậu Ú xin kính chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình nhé. Các bạn đừng quên nhấn like video và subscribe kênh YouTube của cậu Ú nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong vlog lần sau.